phép bẻ khóa từ iPhone 4S đến iPhone X. Theo The Verge, người dùng Twitter có tài khoản là AC0MX phát hiện ra cách khai thác bút mới và anh đặt tên là Check M8, cho phép bẻ khóa các thiết bị iOS. Phương thức khai thác bút tận dụng lỗ hổng trong đoạn mã ban đầu mà thiết bị iOS nạp vào khi khởi động. Vì là bộ nhớ chỉ đọc, Apple không thể ghi đè hoặc vá nó thông qua bản cập nhật phần mềm. Nói cách khác, lỗ hổng này là vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc khai thác đòi hỏi quyền truy cập vật lý vào điện thoại và phải được thực hiện qua USB. Vì vậy dù hàng trăm triệu iPhone có nguy cơ bị khai thác, nhưng thực tế nhiều khả năng chúng sẽ không bị ảnh hưởng. Hiện vẫn chưa có bản bẻ khóa nào sử dụng khai thác check M8. Được biết, check M8 không thể hoạt động trên các thế hệ iPhone sử dụng trên hai thế hệ chipset mới nhất là Apple A12 và A13. Hiện nay, mã nguồn đã được AC0MX chia sẻ trên YouTube và được đánh dấu là một phiên bản beta.